Chào thì các bác, em vẫn là shop canh PCP 102 hoặc là shop chuyên canh kẹo. Zalo em vẫn là 0915010815 hoặc là 0919877936. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em. Trước khi vào tiêu đề video, em nói luôn cái sơ qua phương thức làm việc bên em. Phương thức làm việc bên em là luôn ship code CD toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và phương thức thứ hai là anh em có thể là hỗ trợ cho anh em là gửi xe hoặc là em sẽ chuyển nhanh cho anh em. Thì anh em sẽ chuyển khoản cho em. Thứ nhất là hàng chuyển khoản thì nó sẽ đảm bảo cho anh em. Thứ nhất là nó sẽ đỡ nguy hiểm cho anh em, cho cả hai bên đấy. Nên anh em sử dụng lựa chọn cái phương thức nào thì đó là tùy anh em lựa chọn. Anh em có thể tìm hiểu kỹ chứ không em không phải là bắt buộc anh em. Còn khi anh em mua ship code, anh em bắt buộc em phải cọc cho em từ 100-200k trên gửi hàng thì em sẽ lên đơn cho anh em. Và hôm nay em sẽ review cái mẫu cành XM8 của bên em. Dòng XM8 của bên em thì nó đang hot trên thị trường rồi. Nó là dòng thương hiệu XM8 này ấy, thì nó không phải là thương hiệu riêng biệt của bọn em, nhưng mà để độ hot thì nó khá cao thì em sẽ nhập về cho anh em xem. Để anh em bán, thứ nhất là em vẫn bao độ bền khương thì em sẽ không chắc chắn nhé. Còn độ mà để em nói luôn, cái độ mà bao độ trụm thì em bao độ test từ 80-90 mm C2. Đó là dòng 8 khương có 5.5 từ 14-24 inch cho anh em. Và đặc biệt là cái cành XM8 này thì bên em có dòng condo, còn FX thì em chưa về. Dòng condo thì em sẽ hỗ trợ cho anh em là tiện luôn. Em nhập về thì nó sẽ là nguyên bản, nó sẽ là một cây như thế này, như dòng 20 in hoặc 24 in như thế này. Đấy, 5.5 8 khương thì nó sẽ là nguyên bản như thế. Còn khi anh em cần hỗ trợ tiện thì em sẽ tiện cho anh em. Em sẽ có máy mini tự động để em tiện tự động cho anh em. Và thứ nhất là em tiện nó sẽ, thứ nhất là sao em không cho xưởng người ta tiện trước? Vì thứ nhất là cái cành này thì bọn em phải, thứ nhất là em phải tiện, nếu mà tiện người ta ở lô người ta từ xưởng ấy thì người ta tiện một lúc 500-600 cây hoặc là 1.000 cây thì tiện vào cái máy to. Nó thường là nó sẽ, người ta sẽ không chú ý được lúc nào, nó sẽ thường nó bị thắt dây chuột vì nó sẽ nóng cái phần này lên. Nóng cái phần này thì nó, cái thép nó gây nên ảnh hưởng là nóng. Nóng thì nó sẽ bị cảm giác là nó bị hay bị tình trạng là cành bị thắt dây chuột. Nhưng cành này thì em sẽ hỗ trợ nó giảm hết mức có thể là nó sẽ không bị thắt dây chuột, là em sẽ tự động tiện thì em sẽ dưới nước. Đó, một cái cành em tiện tầm 30 phút nó sẽ tiện nguội đi, bọn em sẽ dưới nóng lên và em sẽ dưới nước thì nó sẽ không bị thắt đôi chuột. Và nó để mà tiện thì cái độ tiện của nó thì em, nó sẽ nói chung là để em xem cái cành của em tiện để nó đẹp là như cây như người ta tiện thì nó sẽ không đẹp bằng. À, nhìn nó sẽ không đẹp bằng này, nó sẽ không đẹp bằng, nhưng mà nó sẽ, thứ nhất là cái độ mà thắt đôi chuột nó sẽ không có anh em nhé. Độ thắt đôi chuột nó sẽ không có luôn anh em nhé. Đấy, không hề bị thắt đôi chuột cho anh em luôn. Và thứ nhất là cành bên em ổ kẹo thì anh em này, riêng ổ kẹo bên em này, đấy, làm rất kín mít luôn anh em nhá. Ổ kẹo này anh em chưa? Đây, ổ kẹo này kín mít luôn. Khi riêng anh em xử lý, em xử lý xong là xử lý ổ kẹo rất kín mít. Và thứ nhất em tiện như thế này thì nó sẽ hỗ trợ cho em mà không bị thắt đôi chuột. Và một cái cành của bên em nó trước khi gửi cho anh em là không có lỗi thắt đôi chuột, không bị hống ở giữa. Và nó sẽ đường khương của nó anh em thông qua cái cành nó cảm giác nó phải mút đều từ đầu đến cuối. Thì em mới dám bao độ trụm, bao độ test và dám hàng bao một đổi một cho anh em. Thì em có thể xử lý được các những cái lỗi như thế. Thì em mới dám lên trên YouTube, lên trên cái kênh của mình để dám nói ra những lời mình, nói chung là mình phải thực hiện được. Ví dụ em hàng mình, thứ nhất hàng lỗi mình phải bao đổi trả cho anh em. Mà thứ nhất là nhiều anh em không cần phải là test video gì cả, một cái cành mà em đã làm bán lâu năm ấy là em biết xử lý để cái đường khương nó thì như thế nào để nó ngọt mà tới tay anh em, để anh em có thể chơi được. Đấy, đó là cách xử lý riêng biệt của bên em. Còn để mà bao độ trụm độ test, em vẫn bao độ trụm độ test cho anh em. Đấy, trên cái dòng X18, kể cả dòng cành nào em bán trên thị trường, hàng em luôn, khi anh em đến với shop của em, thứ nhất là không có hàng lỗi, thứ hai nữa không có hàng là không bao đổi trả cho anh em. Đấy, anh em yên tâm, thứ nhất hàng em sẽ bao đổi trả cho anh em, thoải mái cho anh em. Giá em nói giá luôn, cành này giá của nó sẽ là 2.500.000 bao ship cho anh em. Anh em được nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Đó, anh em chỉ cần lên đơn cọc và cho em địa chỉ, số điện thoại là được nhá. Đấy. Đây, em thông qua cho anh em xem cái cành em thông. Rồi em sẽ quay khương cho anh em. Đây, cây cành em đã tiện cho khách rồi nhá. Cây cành này là em tiện cho khách rồi. Đây, anh em xem. Anh em nhìn khương nhá, chờ em xíu nhá. Đấy, khương này, đường khương của nó cực kỳ sáng bóng luôn. Chờ em xíu, em phải nhấc cái cam lên tí này. Đấy, anh em nhìn khương chưa? Đấy, khương cực kỳ sáng bóng. Cành này em không chơi cành gì nữa. Và em thông qua cảm giác cái cành nó sẽ mút đều từ đầu đến cuối. Tại anh em 100% là anh em chơi được nhá. Đây, cái cành đây em tiện cho khách rồi nhá. Em tiện X18 em tiện cho khách rồi. Còn lúc mà nguyên bản như thế này thì em sẽ tiện, nó sẽ để nguyên như thế này. Và khi anh em nào đặt hàng em mới cho lên máy em tiện và em xử lý đường khương. Nó phải xử lý là, nó thứ nhất là phải xử lý đường khương và nó phải cho ke mút 2.5 cm. Đấy, nó phải mút đều cái cành, nguyên tắc cái cành để mà cái cành chơi được ấy.
Đây, hàng bên em cứ tới tay anh em được kiểm tra hàng. Và thứ nhất, hàng bên em không cần kiểm tra hàng được. Nếu anh em nói thật là hàng này nó là hàng thuộc hàng nhạy cảm, anh em cứ tìm hiểu shop của em đi. Không ai đi lừa khách hàng mà trên một cái để bán hàng mà trên thị trường mà để mình dám lên trên YouTube để nói. Không, nói thật là em không bao giờ tồn tại trên thị trường này. Thứ nhất là người ta lừa, là người ta không có hàng. Và thứ hai nữa, khi người ta bán hàng thì người ta không có tâm. Nhưng mà riêng đến với em thì anh em yên tâm. Giờ em sẽ thông qua bên kẹo cho anh em xem. Đây, em thông qua kẹo Monster cho anh em xem nhé. Đây, anh em chưa? Đây, anh em chưa? Khương này, cắn cực kỳ đều. Cành này anh em không chơi cành gì nữa đúng không? Đây là kẹo nấm nhá. Và thứ hai nữa, giờ em sẽ thông qua kẹo Monster cho anh em. Có số lúc thì chắc là em không đủ sức để em đẩy qua được, vì nó còn mới quá, không sức để đẩy được. Đây, cho anh em xem này. Em thông qua này. Đây, thông qua thực tế cho anh em xem thôi nhá. 2.500.000 anh em có cành. Anh em bem bao độ trụ. Một cái cành XM8 à, loại một cho anh em luôn. Đây, đó anh em chưa? Đó, cành này, Khương này. Khương cắn cực kỳ đều nhá, anh em chưa? Đó, Khương này. Đấy, anh em nhé. Khách em mua hàng chỉ cần liên hệ cho em hai đầu số nhé, 0915 010 805, còn 0919 877 936. Anh em nào mà muốn biết rõ về cái dòng cành này và để mức áp nó như thế nào thì anh em vào hộ em là dưới Zalo nhé. Bên Zalo thì em sẽ tư vấn cho anh em nhiệt tình hơn. Đấy, để em tư vấn cho anh em nhé, tư vấn cho anh em và viết rõ hơn về giá cả nó như thế nào luôn. Và em chụp cái khương anh em. Đấy, anh em mua hàng liên hệ qua cho em hai đầu số trên. Rồi, video em cũng dài rồi, anh em xem được video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em và xem những video tiếp theo em nhé. Rồi, chào thầy em, chào thầy các bác.